Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các cô, các bác, thưa toàn thể các bạn học sinh, sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về lăng Hùng Vương. Tương truyền là mộ của Hùng Vương thứ 6, lăng mộ được đặt ở phía bên trái đền thượng, quay theo hướng đông nam, ở thế đầu đội sơn, chân đập thủy. Theo tấm bia Tổ quốc cổ tích, bia ký, bài ký trên bia ghi tích cổ của Tổ quốc đặt tại đền thượng có viết: miếu đền ở núi Nhã Lĩnh thuộc thôn cổ tích, một trong những thắng cảnh của xứ Bắc Kỳ. Bên tả của miếu có lăng Hùng Vương Tổ quốc đại đế có từ hơn 4.000 năm nay. Dồn thù hàng năm, các quan tỉnh thờ phụng mệnh đến tế, ân điển rất lớn. Việc dựng lăng miếu không biết có từ khi nào. Thời Lê, vua Lê Hiển Tông sinh năm 1715, mất năm 1786, đến thăm viếng đền Hùng có bài thơ để rằng: quốc tịch văn lăng hổ, vương thư việt sử tiên, hiển thừa thập bát đại, hình thẳng nhất tam xuyên, cựu trung cao phong bán, sùng tử tuất linh biên, vương dân nhưng chắc dáng, hương hoa đáo kim chuyển. Dịch thơ: nước cũ văn lăng mở, vua đầu tiên Việt xưa, 18 đời nối tiếp, ba sông hợp một bờ, mộ tổ trên đỉnh núi, đền thiêng non tỏ mở, dân chúng chăm thờ phụng, khói hương tỏa tận giờ. Đến thời Nguyễn, đền được trùng tu, tôn tạo, và các năm 1902, 1912, 1922. Đến năm 2009, đền được trùng tu, tôn tạo khang trang, song vẫn giữ kiểu dáng kiến trúc cổ. Lăng Hùng Vương được xây khối hình vuông, có ba mặt quay theo ba hướng bắc, đông, nam của lăng. Phía trên các cổ vòm đắp hình mặt hổ phù, ngập chữ thọ. Phần mái làm giả ngói ống cổ, có hai tầng, tám mái. Các cốc mái uốn hình đầu dao, tạo trang trí họa tiết hình rồng uốn ngược. Đỉnh lăng đắp hình cửu long tranh châu, giữa lăng là mộ của Hùng Vương thứ 6. Xưa kia là mộ có mái tre, sau nhiều lần tu bổ, tôn tạo. Hiện nay mộ được xây theo khối hình chữ nhật, dài 1,3m, rộng 0,8m, cao 1m. Mộ có mái tre làm kiểu mái mũi luyện. Vừa rồi chúng ta cùng đi tìm hiểu về lăng Hùng Vương. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về đền giếng cùng với MC Phương Thảo.